Khi Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật cũng thường hay nói một cái câu là Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luân. Thì Đức Phật thường hay dùng cái từ là tiếng rống con sư tử khi mà cái thời pháp của Đức Phật thuyết lên. Tại sao lại thế? Bởi vì là cái khi mà ở trong cái khu rừng ấy, trong khu rừng mà có một cái tiếng rống của con sư tử cất lên, rống lên, thì tất cả những cái loài muông thú khác sẽ đều im lặng hết. Tức là sẽ đều im lặng vì cái tiếng rống của con sư tử có một cái uy lực làm cho tất cả các cái loài thú khác phải sợ hãi với cái tiếng rống của con sư tử đấy. Hay là giống như là cái ánh sáng của mặt trời. Khi mà cái ánh sáng của mặt trời mà lặn đi thì các cái ánh sáng khác sẽ sinh lên. Mặt trời lặn đi thì sẽ ánh sáng của con đom đóm sẽ sinh ra và mọi người có thể nhìn thấy được. Ánh sáng của một ngọn lửa, ánh sáng của một ngọn đèn neo nét có thể bùng, hay là ánh sáng của một cái bóng điện, hay là ánh sáng của một cái ngôi sao nấp lóe, ánh sáng của mặt trăng cũng có thể tỏa chiếu xuống dưới nhân gian. Nhưng khi mà ánh sáng của mặt trời mà chiếu lên thì tất cả những cái ánh sáng khác sẽ không còn giá trị nữa, sẽ che nấp hết cái ánh sáng của ngọn đèn, của ngọn lửa, của cả ngôi sao hay là mặt trăng. Mặt sao là sẽ không còn giá trị. Đấy là cái ánh sáng của mặt trời là sẽ che nấp hết ánh sáng của các cái thứ khác. Cũng vậy, khi mà con sư tử nó không rống lên, nó chưa rống lên cái tiếng rống của nó, thì văng vẳng ở trong những đám rừng sẽ có tiếng của những con chó rừng, những con dã can, hay là tiếng của những con của những cái con chim, hay là của những cái con muông thú tầm thường khác sẽ thi nhau và la hét những cái tiếng nhỏ bé, và những cái tiếng đấy trở nên hỗn loạn, tức là những cái tiếng rống khác trở nên hỗn loạn. Nhưng khi một con sư tử cất lên tiếng rống thì tất cả những cái tiếng của muôn loài khác im bặt, vì cái uy lực của tiếng rống con sư tử làm cho các loài khác sợ hãi. Chim thì bay lên trời, cá lặn xuống nước, và các loài muôn thú khác ẩn sâu vào trong hang của mình. Thế thì cũng như thế, khi mà giáo pháp của Đức Phật chưa xuất hiện ở thế gian, có rất là nhiều những cái giáo pháp của các cái ngoại đạo thi nhau thuyết giảng nên những cái tư tưởng của mình. Ai cũng cho rằng cái tư tưởng của mình là cao siêu, là độc nhất, là độc đáo. Và ở thế gian lúc đấy người ta không thể phân biệt được giáo pháp nào mang là chân lý, giáo pháp nào đúng sự thật, giáo pháp nào có cái lợi ích cho đời. Và người ta cứ tùy theo cái tình cảm, cái cảm hứng của mình, và người ta theo cái tư tưởng này, theo cái tôn giáo khác. Nhưng khi mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp ở trên thế gian, thì những cái khi mà cái giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng nên thì sẽ lấn át hết tất cả những cái tư tưởng của ngoại đạo, thì tất cả những cái pháp của ngoại đạo trở nên vô nghĩa. Tất cả những cái giáo pháp của ngoại đạo phơi bày ra cái sự nông cạn, phơi bày ra những cái sự ảo tưởng, phơi bày ra những cái con đường thô thiển, phơi bày ra cái sự thô thiển của cái giáo pháp ngoại đạo. Và tức là lúc đấy phơi bày ra cái tà kiến của các cái pháp môn của ngoại đạo. Và trong suốt cuộc đời Đức Phật thuyết giảng giáo pháp ở trên thế gian, chưa có một cái vị đạo sư nào, chưa có một cái người ngoại đạo nào có thể đem được cái lý lẽ của mình đến để tranh luận được với Đức Phật. Không, tức là Đức Phật là lúc đấy trở thành một cái bậc không có đối thủ xứng tầm ở trên thế gian. Tức là không có ai có thể nói ngược lại được cái chân lý, nói ngược lại được cái giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng ra trên đời. Và cả những ai có đến tranh luận với Đức Phật thì cũng đều nhận lấy cái sự hổ thẹn khi mà được Đức Phật
chỉ bày cho những cái sự thô thiển, cái sự si mê của mình, thì có những người người ta đã từ bỏ cái tà kiến đó và đi theo cái giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà cũng có người thì trở nên ủ rũ, hụt vai, cúi đầu, câm miệng, không nói nên lời, vì cái giáo pháp của họ không có thể nào mà biện luận được, là tranh luận được, là có thể so sánh được với giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy cho nên là giáo pháp của Đức Phật mới được gọi là tiếng rống con sư tử, hay là kinh sư tử hống. Thì cái bài kinh này là tiểu kinh sư tử hống, còn cái bài kinh sau là đại kinh sư tử hống. Tiểu kinh sư tử hống chỉ là một cái tiếng rống nhỏ thôi, đại kinh sư tử hống thì mới là cái tiếng rống lớn hơn. Thì hay là những tiếng rống con sư tử, điều đó muốn thể hiện là một cái người muốn thể hiện, muốn chứng tỏ mình là một cái địa vị, là một cái bậc tối cao, không có một cái pháp môn nào có thể cao hơn được. Thì đấy được gọi là tiếng rống con sư tử, hay là sư tử hống. Thì cái nội dung của bài kinh nói về cái sự khác biệt giữa giáo pháp của Đức Phật và giáo pháp của các tôn giáo khác. Thì đây là một cái bài kinh mà Đức Phật chủ động, và Đức Phật nói ra cái sự khác biệt. Và Đức Phật có thể nói với các tỳ kheo rằng mọi người toàn tự tin. Một cái người đệ tử của Đức Phật hoàn toàn tự tin vào những cái giáo pháp, vào những cái thành quả tu tập của giáo pháp của Đức Phật. Đó là nói về tiếng rống con sư tử, thì nội dung của bài kinh Đức Phật sẽ thuyết giảng như thế vậy. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Nâm, trong vườn ông Anathabindika Cốt Cô Độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: này các tỳ kheo, chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây là có sa môn thứ hai, ở đây là có sa môn thứ ba, ở đây là có sa môn thứ tư. Các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỳ kheo, các ông hãy chân chánh rống lên tiếng rống sư tử như vậy. Thì đây là ở ngay cái đoạn đầu tiên là Đức Phật khẳng định như thế. Chỉ có ở trong giáo pháp của Đức Phật là có sa môn thứ nhất, sa môn thứ hai, sa môn thứ ba và thứ tư. Thì sa môn thứ bốn, cái quả vị sa môn này là gì? Thì bốn cái quả vị sa môn này là Đức Phật nói đến bốn cái đạo quả, hay là bốn cái thánh quả mà một cái người tu tập, tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy cho một cái người tu tập là để đạt đến những cái đạo quả giải thoát, hay còn gọi là tứ thánh quả, thì gọi là sơ đạo sơ quả, hay còn gọi là quả dự niu, nhị đạo nhị quả là quả nhất lai, tam đạo tam quả là quả bất lai, tứ đạo tứ quả là quả nậu tận, hay là quả A-na-hán. Thì Đức Phật khẳng định rằng chỉ có ở trong giáo pháp này mới có quả sa môn thứ nhất, tức là mới có cái thánh đạo thánh quả thứ nhất, thánh đạo thánh quả thứ hai, ba, bốn, bốn cái thánh đạo thánh quả đấy chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới có. Vậy thì trước khi mà Đức Phật chưa ra đời thì ở trên thế gian không có những cái quả vị sa môn này, tức là không có những cái bậc thánh nhân như là bậc thánh nhân sơ quả, thánh nhân nhị quả, tam quả và tứ quả này. Thế mà trên cuộc đời thì người ta vẫn có những cái người, người ta tự xưng mình là những bậc thánh nhân, hay là trên cuộc đời thì có rất là nhiều những cái tư tưởng, những cái tôn giáo người ta vẫn phong thánh cho những người mà phàm phu bình thường. Thì bây giờ phải nhận định cái đạo, cái quả thánh, cái quả sa môn quả này, hay là những cái quả thánh ở trong đạo Phật, và những cái bậc thánh ở các cái tôn giáo khác sẽ có cái sự khác nhau. Ví dụ như là ở trên đời người ta cứ thấy một cái người nào mà có những cái năng lực siêu nhân ấy, phi thường ấy, thì người ta sẽ gọi đấy là một vị thánh chẳng hạn. Nhưng mà trong đạo Phật thì Đức Phật hoàn toàn không có chỉ đến một cái vị thánh là một cái người có những cái năng lực thần thông phi thường, siêu nhiên khác thường là thánh nhân. Mà thánh nhân ở trong đạo Phật, hay là những cái quả vị sa môn trong đạo Phật, là những cái bậc, là những cái
vị mà tu tập chứng đắc các cái đạo quả, thánh quả đấy, thì là được căn cứ vào cái sự giác ngộ của cái vị đó. Nếu như mà một cái vị nào mà có cái sự giác ngộ được các cái chân lý, giác ngộ được các cái sự thật, thì mới được gọi là vị ấy chứng đắc được đạo quả, hay còn gọi là các cái bậc thánh nhân là cái để chỉ cái trí tuệ giác ngộ của cái vị đấy. Ví dụ như là một cái vị đó tu tập mà vị đó giác ngộ ra được cái sự thật về khổ, sự thật về các cái nhân sinh ra khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường đưa đến diệt khổ, thì vị đó phải giác ngộ trên cái chân lý đó. Khi mà giác ngộ ra được khổ tập diệt đạo bốn thánh đế đó ở cái quả vị thánh nhân thứ nhất, thì cũng đồng thời vị ấy sẽ đoạn trừ được những cái phiền não ở trong tâm, mà đoạn trừ được một cách hoàn toàn vĩnh viễn, không bao giờ nó sinh khởi lại ở trong tương lai. Như là vị đó sẽ đoạn trừ sơ quả, vị đó đoạn trừ được thân kiến, những cái tà kiến về cái thân này, vị đó giác ngộ ra được cái sự vô thường của vô ngã trên thân nam muội, chứ không phải là thường lạc ngã tịnh, bởi vì các pháp hữu vi nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì vị đấy hiểu rõ ràng nó là như thế, các pháp ấy là vô thường, khổ, vô ngã. Chứ còn một cái người phàm phu thì sẽ thấy nó là thường lạc ngã tịnh, cho nên sinh ra tham ái, sinh ra tà kiến. Còn cái vị đấy giác ngộ ra được cái chân lý là vô thường của vô ngã, cho nên vị ấy có chánh trí, vậy diệt trừ được tà kiến về cái thân, diệt trừ được những cái hoài nghi, là nghi rằng nó có những cái kiếp trước, kiếp sau, hay là có những cái nghiệp quả, nhân quả, nghiệp báo hay không, thì vị đó hoàn toàn dứt trừ được hoài nghi ấy. Vậy thì vị đấy có cái niềm tin tuyệt đối vào những cái pháp của Đức Phật, và những cái điều gì nói đúng chân lý thì vị đó chấp nhận, và những cái điều gì mà nói sai với sự thật, sai với chân lý thì vị đó sẽ không chấp nhận. Thì cái tâm của vị đó đã thể nhập với cái chánh trí như vậy. Thì đối với một cái bậc quả vị sa môn thứ hai, là bậc thánh quả thứ hai, thì vị đấy sẽ làm giảm bớt được những cái phiền não về tham dục và sân hận. Thì ở quả vị sa môn thứ ba thì vị nó đoạn trừ hoàn toàn tham dục sân hận, tức là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ tham dục và sân hận. Quả vị sa môn thứ tư thì vị đấy đoạn trừ được hết tất cả những cái phiền não, gọi là bậc nậu tận, đoạn trừ được cái tham ái về các cái cõi sắc giới, vô sắc giới, đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ ngã mạn, đoạn trừ phóng dật, và các 10 kiết sử, năm thượng phần hy kiết sử, năm hạ phần kiết sử đều đoạn trừ hết. Thì đấy là cái quả vị sa môn, là để chỉ cho những cái sự giác ngộ chân lý và đoạn trừ những cấu uế phiền não ở trong tâm.